đoạn 32. Ba người này cũng ngưng không đáp lời Gióp vì ông tự cho mình là người công chính. Nhưng Elihu, con trai Barakeen, người Busi dòng họ Ram nổi giận. Ông giận Gióp vì Gióp tự cho mình công chính thay vì tôn Đức Chúa Trời công chính. Ông cũng giận ba bạn của Gióp vì họ không thể đáp lời, chỉ buộc tội Gióp thôi. Vì ba bạn kia đều cao tuổi hơn ông, nên Elihu chờ dịp đáp lời Gióp. Nhưng khi thấy ba bạn không ai đáp lời chi nữa, Elihu nổi giận. Bây giờ, Elihu con trai Barakeen, người Busi lên tiếng: "Tôi còn trẻ, các anh cao tuổi hơn tôi, nên tôi rụt rè sợ sệt, không dám bày tỏ thiện ý. Tôi tự nghĩ, những người cao tuổi cần phải nói, các bậc lão thành cần chia sẻ khôn ngoan. Nhưng chính thần linh của Đức Chúa Trời ở trong người, chính hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho người sự khôn sáng. Sống nhiều năm chưa chắc đã khôn, các bậc lão thành chưa hẳn biết điều phải. Vậy nên, xin các anh lắng nghe tôi, chính tôi đây xin bày tỏ thiện ý. Này, tôi chờ đợi lời các anh phát biểu, lắng tai nghe các anh tỏ điều thông sáng. Trong khi các anh cân nhắc từng lời, tôi chú tâm nghe các anh trình bày, nhưng không một ai trong các anh bác bỏ được luận điệu của Gióp, không một ai tranh luận nổi với ông. Xin các anh thận trọng, đừng vội nói, chúng tôi tìm được sự khôn ngoan. Chính Đức Chúa Trời sẽ bài bác luận điệu của Gióp, loài người không làm nổi. Gióp lý luận không nhắm thẳng vào tôi, nên tôi cũng không dùng lý lẽ các anh mà đáp lại." Họ sững người không đáp nên lời, mọi lý lẽ cao bay xa chạy. Lẽ nào tôi phải đợi chờ khi họ đã ngưng nói, khi họ đứng sững không đáp nên lời? Tôi đây cũng sẽ giữ phần đáp lời Gióp, tôi cũng xin tỏ bày thiện ý. Tôi đầy ắp những lời tâm linh tôi dục tôi phải nói ra. Lòng tôi như rượu lên men, không ngỏ thoát hơi, sẵn sàng vỡ tung như bầu rượu mới. Xin cho tôi nói để lòng vơi nhẹ, xin cho tôi mở miệng đáp lời. Tôi sẽ không thiên vị, không tâng bốc người nào, vì tôi không hề biết tâng bốc. Nếu có, Đấng tạo dựng tôi ắt sẽ diệt tôi ngay.